Ai vậy? Trời ơi anh ơi, đúng là hương vị thần thánh, chiếc lưỡi điêu luyện mà hình thành chất khỏe. Đúng rồi, ai nghĩ ra đây để em ăn sao nè, mình có cái đó, cái đó là cái kiểu khác thôi.
làm theo một kiểu khác nhau. Đường hay là cái đường villa đúng không? Hỏi sao là đường villa đúng không? Trời ơi,
Rồi clip cái đường giữa luôn. Như là một bạn rồi,
một là một gia đình mở, nhưng mà xem như là bố mẹ ruột của con, với tất cả tấm lòng kính trọng, yêu thương và hiếu thảo. Nếu con cũng có hiếu thảo với bố mẹ như thế nào thì con cũng phải hiếu thảo và nhớ ơn và đền ơn, đáp ơn và sống sao cho xứng phận con cái phận dâu hiền của bố mẹ. Cho em cái cười nhẹ chứ. Dạ ok. Nó có tiếng thôi. Nóng quá chị. Cảm động. Mấy người hai ghế gì đây?